Mấy bữa nay á, mình có một suy nghĩ như thế này Mình nghĩ là không sớm thì muộn Honda và Yamaha sẽ rút khỏi MotoGP Mình không rõ trong lịch sử Hai hãng xe này đã rút khỏi MotoGP bao nhiêu lần Yamaha thì mình không chắc lắm Nhưng mà Honda Mình chắc chắn là họ đã từng rút khỏi MotoGP Vào khoảng thập niên 60 hay 70 của thế kỷ trước Sau đó họ quay trở lại cũng giống như Suzuki năm ngoái á, họ cũng đã từng rút khỏi MotoGP rồi cũng quay trở lại rồi họ rút ra khỏi MotoGP thêm một lần nữa. Tất nhiên mình có lý do để nghĩ rằng Honda và Yamaha sẽ rút khỏi MotoGP. Lý do đầu tiên á, đó là số ngày chạy thử trong năm của MotoGP càng ngày càng ít đi. Như những mùa giải trước, một năm MotoGP có khoảng 4 đến 5 ngày chạy thử gì đó. Đây là cơ hội để các hãng xe đưa ra các giải pháp của mình để khắc phục những cái vấn đề trên chiếc xe của mình. Nhưng mà vào thời điểm này, một mùa giải chỉ có khoảng 2 đến 3 ngày buổi chạy thử thôi. Thực sự rất ít để các hãng xe có thể giải quyết những cái vấn đề trên chiếc xe của họ. Lấy ví dụ như Yamaha và Honda. Yamaha gặp rất nhiều khó khăn trong những mùa giải gần đây và cộng thêm cái việc số ngày chạy thử ít đi ấy, họ không thể đưa ra những giải pháp mang tính cách mạng hoặc là mang tính triệt để để mà khắc phục những cái vấn đề trên chiếc m 1 hay như honda chẳng hạn từ khi má marquez nghỉ thi đấu vì chấn thương á họ lạc lối trên con đường phát triển chiếc rc213v cộng với cái số ngày chạy thử bị giảm xuống á họ không thể nào đưa ra một giải pháp mang tính cách mạng, mang tính triệt để để có thể khắc phục được những vấn đề trên chiếc RC213V. Điều đó là một phần lý do tại sao họ lại thuê hãng Calex để làm bộ khung cho RC213V, làm bộ khung trước rồi làm cái gấp cho chiếc xe của họ. Và mình nghĩ cái gì nó xấu thì nó sẽ dần dần xấu đi thôi, thật khó để tưởng tượng chiếc M1 hay là chiếc RC213V có thể trở thành một chiếc xe chiến thắng ở mùa giải sang năm hoặc là mùa giải sang năm nữa. Honda đã dựa vào Marquez rất lâu rồi và những cái vấn đề đến chiếc RC213V ấy, với Marquez thì nó trở thành không vấn đề. Tại vì Marquez với tài năng của mình đã khắc phục gần hết những cái điểm yếu của chiếc xe đó. Hay với Yamaha M1 đi. Chức vô địch 2021 của Fabio Quartararo đã phần nào khỏa lấp đi những vấn đề của chiếc xe này. Nó không còn những điểm mạnh của chính nó so với ngày xưa nữa. Dần dần á, chiếc xe này mất đi bản sắc của nó. Như Fabio Quattaro gần đây có nói, bây giờ chiếc M1 không còn những cái điểm mạnh của nó như ngày xưa nữa. Vô cua không có mượt mà như ngày xưa nữa. Chiếc xe đã bị thay đổi triết lý, bị thay đổi tính cách, bị thay đổi rất nhiều thứ làm cho nó trở thành một chiếc xe với cái tên là M1 thôi nhưng mà tính cách của nó không còn là M1 như vốn có như được biết đến từ xưa đến nay các bạn theo dõi MotoGP các bạn cũng biết được là hiện tại Yamaha và Honda đang đi sau những hãng xe châu Âu dẫn đầu những cái hãng xe châu Âu là Ducati theo sau là Aprilia và KTM họ phát triển những chiếc xe theo hướng khí động học và họ làm ra những chiếc xe để đáp ứng với những tiêu chuẩn kỹ thuật của MotoGP. Nói chính xác hơn là những chiếc xe MotoGP. Còn Yamaha và Honda họ vẫn làm ra những chiếc xe đua nhưng mà đó không phải là những chiếc xe MotoGP. MotoGP bây giờ là cuộc chơi của thiết bị điều chỉnh độ cao, của khí động học và những yếu tố này thiết bị điều chỉnh độ cao khí động học chịu ảnh hưởng rất nhiều từ xe công thức 1 những hãng xe chẳng hạn như Ducati, KTM hay là Aprilia họ có mối liên hệ rất chặt chẽ với những kỹ sư F1, cho nên họ sẽ thiết kế chiếc xe của họ theo hướng khí động học như là những chiếc xe F1. Điều đó cải thiện hiệu năng của chiếc xe. Hiệu năng ở đây mình không nói là về tốc độ, về mã lực mà hiệu năng ở đây là những chiếc xe đó có thể chạy vòng rất tốt và có thể mang về chiến thắng cũng như là mang về chức vô địch còn Yamaha và Honda họ chỉ làm ra những chiếc xe đua racing motorcycle nhưng chưa phải là những chiếc xe MotoGP theo cái quy định của MotoGP bây giờ tức là có thiết bị điều chỉnh độ cao có khí động học có tất cả những yếu tố làm cho chiếc xe có thể cạnh tranh có thể chạy vòng tốt có thể mang về podium có thể mang về chiến thắng Suzuki rút khỏi MotoGP vào năm ngoái á đến từ cái việc là họ không có nguồn đầu tư lớn để tiếp tục cái cuộc chơi dài hơi ở MotoGP. Những hãng xe chẳng hạn như là Ducati, KTM hay Aprilia, họ có nguồn tài chính khá lớn và họ bỏ rất nhiều tiền vào cuộc chơi MotoGP, rất nhiều tiền. Đặc biệt là công nghệ, ví dụ như KTM họ có Red Bull Technologies hay là Ducati thì họ có những kỹ sư của Volkswagen, Audi, rồi những cái hãng xe hơi đó các bạn. Họ có rất nhiều kỹ sư am hiểu về khí động học. Còn Yamaha và Honda, có thể là Honda có chút lợi thế khi mà cung cấp động cơ cho F1. Nhưng mà ở cái khía cạnh khí động học đó, rất khó để thấy được cái sự cạnh tranh của hai hãng xe Nhật Bản so với những hãng xe châu Âu. Yamaha từ xưa đến nay các bạn cũng biết rồi họ làm nhạc cụ và họ làm xe mô tô M1 là thành quả tuyệt vời của họ trong kỷ nguyên MotoGP hiện đại Còn trong quá khứ thì họ cũng có những cái chiếc xe rất tuyệt vời ha Chẳng hạn như là IZR 500 Đó là những chiếc xe quá tuyệt vời Nhưng mà thời thế thay đổi những chiếc xe đua không còn là những chiếc xe giành chiến thắng nữa mà phải là những chiếc xe theo tinh thần mới của MotoGP mới có thể mang lại thành tích mang lại vinh quang Honda đã dựa vào Marquez trong một thời gian rất dài và Marquez đã khỏa lấp những khuyết điểm ở trên chiếc RC213V nói như vậy thì cũng hơi oan uổng cho Honda và Yamaha họ chỉ mới lạc lối trong những mùa giải gần đây thôi. Nhưng mà nếu đi đường dài á, và nếu không đầu tư vào công nghệ khí động học cũng như là thiết bị điều chỉnh độ cao vào thời điểm bây giờ á, thì có lẽ là trong khoảng 5 năm hoặc 7 năm nữa Honda và Yamaha vẫn sẽ là thiệt thòi so với những hãng xe châu Âu nếu cuộc chơi tiếp tục với phương châm thiết bị điều chỉnh độ cao và khí động học như hiện nay khắc phục như thế nào đổ tiền vào là một cách tìm được người đúng người là một cách nữa tại vì ví dụ ktm đi họ có đội ngũ kỹ sư giỏi rồi và họ mang về những kỹ sư cũ của ducati khi mà mang về những người cũ của ducati những người này mang đến rất nhiều kinh nghiệm và kiến thức trong việc phát triển một cái chiếc xe MotoGP với những thiết bị điều chỉnh độ cao hay là khí động học như thế. Do đó sẽ cần thời gian, tiền bạc, công sức và đặc biệt là ý chí chơi tới cùng. Còn nếu đầu tư theo kiểu lay lắc như hiện nay thì rất khó để Yamaha và Honda có thể bắt kịp những hãng xe châu Âu nếu như không có gì thay đổi trong những năm tiếp theo đó là MotoGP vẫn tiếp tục theo hướng khí động học và theo hướng thiết bị điều chỉnh độ cao. Mã lực của chiếc xe nó phục vụ cho cái bộ khí động học các bạn chứ không phải là mã lực nhiều là tốt đâu. Mã lực nó phục vụ cho cái khí động học tại vì khí động học tạo ra rất nhiều lực cản và chỉ có xe mạnh thì mới vượt qua được những cái lực cản đó. Honda RC13V và Yamaha vẫn đủ sức mạnh để thi thố với những chiếc xe của châu âu nhưng mà khi gắn những bộ cánh khí động học vào thì thực sự sức mạnh đó chưa đủ do đó ngoài cái chuyện tăng sức mạnh của động cơ yamaha và honda còn phải phát triển thêm một bộ khí động học để đuổi theo những cái hãng xe châu âu mình không biết là yamaha và honda sẽ rút khỏi motogp vào lúc nào có bất ngờ như là Ducati rút khỏi MotoGP vào năm ngoái hay không? Thực sự rất là khó các bạn, thực sự rất là khó nói. Thực sự rất là khó nói các bạn. Nhưng mà mình nghĩ nếu cứ tiếp tục như thế này thực sự rất là đau đớn cho fan hâm mộ của Honda và Yamaha. Mình xin nhắc lại là Yamaha và Honda chỉ là thu thiệt trong khoảng 5 năm trở lại đây thôi, kể từ 2016 trở lại đây. Tức là cũng 7 năm rồi. Và nếu tiếp tục như thế, cái xu hướng thiết kế chiếc xe như thế, có lẽ họ sẽ thu thiệt thêm khoảng 5 đến 7 năm nữa. Chỉ có một cuộc cách mạng về triết lý làm xe của Yamaha và Honda mới có thể mang họ trở lại. Rồi đó là chia sẻ nhanh của mình về việc liệu Honda và Yamaha có rút khỏi MotoGP hay không. Mình nghĩ là 50-50, vẫn có khả năng hai hãng xe này sẽ rút khỏi MotoGP đến khi nào luật chơi trở lại. Cân bằng hơn một tí họ sẽ quay trở lại, nhưng mà có lẽ họ cũng sẽ tiếp tục con đường MotoGP, tại vì đây là nơi họ có thể thử nghiệm những công nghệ mới và những công nghệ này có thể mang lên những chiếc xe thương mại của họ. Suy nghĩ của các bạn như thế nào, liệu Yamaha và Honda có rút khỏi MotoGP trong thời gian sắp tới hay không? Các bạn có thể để suy nghĩ của mình vào trong phần bình luận của video này và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau thân ái chào tạm biệt bye